con trai Khánh Thi, Phan Hiển lần thứ hai vô địch Dance Sport Thế Giới. Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển vỡ òa cảm xúc khi con trai 9 tuổi tiếp tục giành thành tích cao nhất tại một cuộc thi khiêu vũ quốc tế dành cho thiếu nhi. Phan Hiển hạnh phúc bên con trai Kubi và học trò sau cuộc thi trên fanpage có 1,2 triệu người theo dõi mang tên Khánh Thi, Phan Hiển, đôi vợ chồng tự hào chia sẻ về thành tích của con trai Kubi, Minh Cường. Kubi và May, Linh Sang, vừa tiếp tục giành giải cao nhất hạng thiếu nhi 1, 6, 9 tuổi ở cuộc thi Syllabus World Championship 2024, tổ chức tại Ý. Một lần nữa Kubi và May làm cho ba mẹ vỡ òa cảm xúc, lại được nghe quốc ca Việt Nam rồi. Mẹ Thi ở nhà ngóng tin con lúc 3 giờ sáng và khóc luôn, Khánh Thi viết. Nữ kiện tướng Dan Sport cho biết trong dịp con trai sang Ý chinh chiến năm nay, cô không thể đi cùng do bận rộn nhiều công việc và chăm sóc con gái Lisa. Phan Hiển là người đồng hành cùng Kubi trong vai trò huấn luyện viên. Trước đó, để chuẩn bị cho giải đấu, Kubi và bạn nhảy đã có vài tháng để tập luyện dưới sự giám sát của vợ chồng Phan Hiển cùng nhiều thầy cô Dan Sport khác. Kubi cùng bạn nhảy May giữ vững thành tích huy chương vàng tại cuộc thi Syllabus World Championship 2024 diễn ra ngày 23 tháng 4 tại Ý năm nay. Kubi và May đăng ký hai nội dung thi đấu Standard và Latin tại giải Syllabus World Championship 2024. Ở nội dung Standard với 5 điệu nhảy oang, tango, viên oang, slow foxtrot và quickscat, hai bé dừng chân ở vòng bán kết với vị trí thứ 12. Phan Hiển nói đây là thành tích mà Kubi và May đã rất nỗ lực trong lần đầu tiên thử sức ở nội dung này. Còn với sở trường Latin, hai bé giữ vững phong độ khi trải qua 4 vòng thi cam go với hơn 70 cặp thí sinh trên khắp thế giới để có tên trong 6 cặp thí sinh vào chung kết. Mặc dù gặp nhiều đối thủ mạnh đến từ các nước Nga, Ý, Albania, Áo, Peru, Moldova ở vòng chung kết nhưng cuối cùng, Kubi và May đã xuất sắc lên ngôi vô địch. Có mặt tại sân thi đấu và chứng kiến khoảnh khắc con trai đứng lên bục nhận huy chương vàng, Phan Hiển không giấu được niềm tự hào. Cảm ơn hai bạn vì đã cho bạn bè quốc tế được nghe quốc ca Việt Nam vang lên. Với người vận động viên, đoạt giải nhất có thể là dễ dàng nhưng giữ vững thành tích mới là điều khó, anh bày tỏ. Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi, Phan Hiển bên ba con khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích mà Kubi vừa giành được. Bên cạnh đó, một số khán giả gửi lời chúc mừng đến Phan Hiển, Khánh Thi vì con trai sở hữu năng khiếu nghệ thuật từ cha mẹ. Kubi tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015, con trai đầu lòng của vợ chồng kiện tướng Dan Sport Khánh Thi, Phan Hiển. Cậu nhóc từ nhỏ đã có đam mê Dan Sport giống bố mẹ. Năm 2023, Kubi cũng từng giành ngôi vô địch tại Syllabus World Championship và từng lập nhiều thành tích ấn tượng trong nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.